Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một bí quyết để làm chanh gừng ngâm mật ong. Nha các bạn, chanh gừng ngâm mật ong á, thì là rất có lợi cho sức khỏe của mình. Đó, bây giờ làm bên mình là mùa thu chuẩn bị chuyển qua đông rồi, cho nên trời rất là lạnh, cơ thể mình á hả cần một sức đề kháng. Thì để làm cái món này thì mình sẽ có bốn cái quả chanh mình sử dụng. Bốn quả chanh như thế này nè các bạn, rồi một chút xíu gừng và một ít mật ong. Thì chanh á thì mỗi vùng mỗi khác, thì các bạn có thể sử dụng chanh màu xanh hoặc là mật ong nào đó tùy thích. Và thành phần không thể thiếu là mình có sử dụng một ít muối, một ít baking soda nha các bạn. Thì bây giờ á, mời các bạn cùng làm với mình nha. Thì trước tiên á thì mình sẽ cho nước vào trong một cái thau như thế này các bạn. Kế tiếp mình cho những cái quả chanh vào đây. Đó. Và muối. Mình sẽ đổ muối vào cái thau nước này, mình ngâm 15 phút nha các bạn. Sau khi chanh mình ngâm được 15 phút thì mình nó hả rửa sạch lại nha các bạn. Mình bỏ muối vào đây là để mình nó hả là rửa sạch, làm sạch chanh thôi. Bây giờ mình rửa sạch thì mình sẽ cho ra một cái thau khác rửa sạch chanh lại. Giờ mình cho ra cái thau khác nha các bạn. Bước tiếp theo, sau khi chanh mình đã rửa sạch thì mình sẽ dùng baking soda nè các bạn, và mình chà sát những cái quả chanh này nha. Mình dùng baking soda mình chà sát những cái quả chanh này làm sạch. Làm sạch nha các bạn. Cho baking soda vào đây là mình làm sạch đó. Mình làm thật kỹ các bạn, mình chà thật kỹ. Lần lượt là mình sẽ chà hết những cái trái chanh này. Sau khi chà sạch như thế này thì mình cho vào một cái thau nước sạch các bạn. Thau nước sạch nha, không phải là thau nước muối hồi nãy đâu, thau nước sạch đó các bạn. Tương tự như vậy là mình sẽ làm hết những cái quả chanh này. Mình chà sạch xong mình cho vào trong cái thau nước sạch nha các bạn. Thau nước sạch. Đây là cái thau nước sạch của mình đó. Đó. Mình cho vào đây. Đó. Thì mình rửa sạch chanh nha các bạn, mình rửa sạch chanh. Bỏ vô đây, sành sạch sành xanh luôn á, thật thiệt là sạch. Mình rửa lại nước lạnh một lần nữa nha các bạn. Đó. Bây giờ là mình sẽ lau khô cái quả chanh nha các bạn. Mình lấy ra, mình sử dụng một cái khăn sạch hay là miếng giấy nước tắm nước này cũng được các bạn nè. Mình lau thật là khô cái quả chanh này nha. Đó, các bạn thấy không, rất là khô rồi. Mình bỏ ra một cái thau riêng. Đó. Tiếp tục đây, mình cũng sử dụng cái gì lau thì khô rồi, thiệt là khô luôn các bạn. Xong rồi á, mình là bỏ vào đây. Cứ như vậy và mình lau hết bốn quả chanh này nha các bạn. Đây là bốn quả chanh mình đã sơ chế sạch sẽ rồi nè các bạn. Mình chuẩn bị đi làm theo cái giai đoạn kế tiếp là cắt chanh. Tiếp theo là mình sẽ cắt chanh ra làm các lát mỏng, mà đầu tiên là mình cắt bỏ cái đầu này nha các bạn. Đó. Và cái đuôi. Đó, cái phần này là mình sẽ bỏ đi.
Nếu mà chanh mình có hạt thì mình vứt cái hạt ra nha các bạn. Vứt những cái hạt nhỏ này ra. Đó. Đây là mình chanh mình có hạt, mình vứt nó ra. Vứt hạt ra. Bỏ hạt. Rồi. Đây là mình đã sắp hết bốn quả chanh này nha các bạn. Bây giờ mình tiếp tục hả sắp gừng. Bây giờ là đây mình sắp những cái lát gừng nha các bạn, thành những cái lát mỏng như thế này. Mình sắp cũng được mà mình bào cũng được, còn đây là mình sắp. Giai đoạn cuối cùng là mình cho chanh vào trong lọ nha các bạn. Đó. Mình cho chanh vào lọ. Mình xếp. Chanh là mình sẽ cho gừng vô, một lát gừng, vài lát gừng ở dưới đó. Cứ như thế là mình sẽ xếp chanh hết vào trong cái lọ này nha các bạn. Cứ như vậy là mình cứ cho chanh đi rồi dần dần vậy nha các bạn. Vào đây cái lọ này, cứ chanh là xen kẽ xanh chanh, lâu lâu mình cho một lát gừng vào. Cuối cùng mình để một cái lớp chanh cuối cùng lên trên đây. Đó. Xong xuôi cái phần xếp chanh thì tới cái phần cho mật ong vào nha các bạn. Mình sẽ cho mật ong vào đây. Mình cho mật ong dần 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 cho xuống dưới, thấm hết ở dưới cái keo này. Mật ong này nó hơi đặc. Dần dần mật ong nó sẽ ngấm luôn dưới cái đáy keo. Mật ong nó sẽ dần dần ngấm xuống tận ở dưới đáy luôn nè các bạn. Đó. Và nó ngấm vào những cái miếng chanh này. Đó. Trông rất là ngon đúng không ạ? Với bốn cái chanh này mình xài khoảng 200g mật ong nha các bạn. Vì mình không có để cho nó quá ngọt. Đó. Bây giờ bắt đầu nó ngấm xuống rồi nè các bạn. Mình sẽ đậy cái nắp nó lại. Bây giờ là mình phải đậy nắp lại nha các bạn. Các bạn đậy kín lại. Đó. Sau đó mình có thể chọn ngược cái đáy xuống. Đó. Để cho mật ong ấy bắt đầu hả tan chảy hòa trộn cùng với chanh. Nó ngấm đều hết trong các miếng chanh này. Và mình để ở ngoài khoảng 2 ngày nha các bạn, từ 1 đến 2 ngày, sau đó mình cho vào tủ lạnh ăn dần. Mình có thể uống nước ấm hoặc là mình cho vào vài viên đá, rất là tốt cho sức khỏe luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share và một subscribe để giúp kênh Vàng Bầu ngày càng lớn mạnh hơn nha các bạn. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip kỳ sau nha. Chào tạm biệt các bạn.
Thank you.